Bản tin lúc 18 giờ ngày 7 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương. Việt Nam đến nay đã ghi nhận tổng cộng 2.001 ca bệnh COVID-19. Thông tin về các ca mắc mới cụ thể như sau. 15 bệnh nhân từ 1986 đến 2000 là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7 tháng 2, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 15 bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân thứ 2001 là F1 của bệnh nhân 1711. Liên quan đến ổ dịch xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung ngày 29 tháng 1. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 30 tháng 1 của bệnh nhân là âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7 tháng 2 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tổng số người cách ly là 83.104, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 759, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.098, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 58.247, số ca tử vong là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.472 ca. Sau khi ghi nhận bệnh nhân 1980 mắc COVID-19 có địa chỉ phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tối 6 tháng 2 năm 2021, Sở Y tế Bình Dương đã phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm mà bệnh nhân 1980 từng đến, nhanh chóng liên hệ cơ quan y tế để được hỗ trợ. Sở Y tế Bình Dương đề nghị những người đến các địa điểm sau. Ngày 5 tháng 2, nhà phân phối gạo Phú Oai, 7/8 đường Nguyễn Đình Thi, thành phố Dĩ An, sạp bán rau ở dưới khu dân cư Y24, Sa Cầm Băng, chi nhánh Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Ngày 4 tháng 2, nhà phân phối Phú Oai, quán cà phê ngã ba Đồng An, tỉnh lộ 43, cầu Ông Bố đi vào bên tay phải, gần trạm thu phí và cây xăng. Sạp hàng thịt heo sạch, rau, đối diện nhà phân phối Phú Oai. Cửa hàng Hoàng Hà Mobile, 436 đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, lúc 15:30 đến 16 giờ. Ngày 3 tháng 2, nhà phân phối Phú Oai, tiệm tạp hóa Thanh Lâm, thành phố Dĩ An, tiệm chụp hình đường Nguyễn Thái Học, Phạm Hữu Lầu, thành phố Dĩ An, bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh, tiệm cắt tóc Bảo, cuối đường Mai Lão Bạn, phường 13, quận Tân Bình, gần cổng sâu trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Ngày 2 tháng 2, quán cà phê Quen gần nhà phân phối Phú Oai, chợ Thuận Giao. Ngày 1 tháng 2, quán cà phê Quen gần nhà phân phối Phú Oai, tiệm gạo Đất Việt Nam, chợ Tân Phước Khánh. Ngày 30 và 31 tháng 1, nhà phân phối Phú Oai, quán cà phê Quen gần nhà phân phối Phú Oai, quán nhậu cây xoài, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 20:30 đến 21 giờ tại quán cà phê Tít Tít, đường Nguyễn Văn Tăng, thành phố Thủ Đức, quán hủ tiếu đối diện quán cà phê Tít Tít, quán cơm gà đối diện cà phê Tít Tít. Những ai từng đến các địa điểm trên trong khoảng thời gian vừa kể cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Bộ Y tế 1900 9095, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương 0274 384 8054, 0273848056, 0343445503, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An 0918 695 518, khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Bệnh nhân 1980 mắc COVID-19 là nam thanh niên sinh năm 1999, nhân viên bán gạo của công ty gạo Tân Long, trụ sở 41 Sông Hành, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty gạo Tân Long có nhà phân phối Phú Oai tại thành phố Thuận An, khu dân cư Minh Tuấn, đối diện chợ 343. Hiện bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An. Bệnh nhân 1980 sinh sống tại tòa C2, chung cư Y24, đường Vĩnh Phú 41, thành phố Thuận An, cùng với anh trai là bệnh nhân 1979, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đang được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Tối 6 tháng 2 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã tiến hành lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm đối với những người đang làm việc tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc lấy mẫu được gấp rút tiến hành sau khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19. Bệnh nhân 1979 là nhân viên đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tất nhiên là đông người thì phải mất thời gian rồi. Bình thường cái này là bắt buộc mình phải lấy mẫu thì lâu cỡ nào vẫn phải chờ thôi. Cái này an toàn cho cá nhân và tất cả cái cộng đồng mình thôi. Thế thì anh em cũng rất lo ngại, quan ngại, tức là cả một cái cộng đồng một ca làm việc hàng ngàn người cơ. Nếu như mà nó lây nhiễm thì bản thân cơ quan này bị cách ly này rồi còn về còn gia đình còn hàng xóm nữa, còn rất nhiều cả khu phố nữa. Nên là
mình cố gắng, mình cũng ngại, cũng rất sợ là cái này nên là bằng mọi giá thì cũng phải lấy mẫu để xét nghiệm xem tình hình dịch nó như thế nào. Chị Nông Thị Quỳnh, nhân viên hãng Vietnam Airlines, sau khi nhận được thông báo cũng nhanh chóng có mặt để được xét nghiệm. Thì em đi lên đây lấy xét nghiệm luôn. Lúc thông báo thì là 7 giờ tối, nhưng mà do bên kiểm dịch y tế báo là 20 giờ mới bắt đầu, nên là 20 giờ em đóng quầy đi lên trên này luôn. Em cảm thấy nó rất là có lợi cho bản thân em, mình biết được là bản thân mình có bị hay không. Trước đó, HCDC đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30 tháng 1 năm 2021 đến trưa 5 tháng 2 năm 2021 với 5.900 mẫu trên tổng số dự kiến lấy là 7.000. Tối 5 tháng 2, kết quả xét nghiệm ghi nhận 5.899 mẫu âm tính, một mẫu dương tính là bệnh nhân 1.979. Trong cuộc họp khẩn liên quan đến bệnh nhân 1.979 vào chiều 6 tháng 2 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đề nghị cảng hàng không Tân Sơn Nhất nhanh chóng lập danh sách những nhân viên chưa xét nghiệm và yêu cầu xét nghiệm ngay đối với những người này. Cuộc sống thường ngày của người dân chung cư Y Home 4 ở phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương những ngày đầu tháng 2 năm 2021 đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tết đã cận kề, nhưng những hàng rào lại được dựng lên ở các lối ra vào, lực lượng an ninh túc trực, toàn bộ khu chung cư ở trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dễ thấy nhất ở đây là những ánh mắt từ trong hàng rào mong ngóng ra ngoài để về sốt ruột và lo lắng. Ngày 7 tháng 2 năm 2021, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục truy vết các ca F1, F2 có liên quan đến 2 ca dương tính với COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và người em trai. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được người anh lây bệnh cho người em hay người em lây cho người anh. Theo cơ quan chức năng, bệnh nhân 1980 mắc COVID-19 là nam thanh niên 22 tuổi, nhân viên bán gạo của một công ty. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Hiện nay bệnh nhân 1980 đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Thuận An. Bệnh nhân 1980 sinh sống tại tòa C2 chung cư Y Home 4, cùng với anh trai là bệnh nhân 1979, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nay bệnh nhân 1979 cũng đang được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 1980 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế và được giúp đỡ. Trong một diễn biến khác, sáng 7 tháng 2 năm 2021, thành phố Thuận An cũng đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch COVID-19 tại chung cư Y Home 4 để chỉ đạo điều phối các hoạt động phòng chống dịch tại đây. Vẫn là chợ Bến Thành, ngôi chợ truyền thống lâu đời bậc nhất, một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, không ai có thể tưởng tượng được đây lại là quang cảnh của một ngày giáp Tết. Thay vì tấp nập kẻ bán, người mua thì tiểu thương bây giờ ngồi tám chuyện, lướt điện thoại giết thời gian vì thỉnh thoảng mới có khách đi qua. Khắp nơi treo biển sang sạp hoặc đóng cửa. Tình trạng này không phải chỉ diễn ra vài tháng cận Tết mà nó đã bắt đầu từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Phải nói là một chợ trung tâm, cho nên lúc nào những cái đoàn khách du lịch nó đến chợ này rất là đông. Thì những cái mặt hàng này mà chị đang bán đó là châu Á mua nhiều. Còn như mà châu Âu hoặc châu Mỹ thì người ta mua những mặt hàng lưu niệm, mà cả năm nay là coi như mặt hàng lưu niệm là coi như không mở cửa được luôn. Những năm trước, thời điểm cuối năm, chợ Bến Thành thường đón lượng khách du lịch và kiều bào về quê ăn Tết rất đông. Họ thường tới chợ để mua sắm đồ Tết và làm quà gửi đi nước ngoài cho người thân. Tuy nhiên năm nay do khách du lịch không có, kiều bào cũng không về quê ăn Tết nên chợ mất hẳn đi sự náo nhiệt vốn có. Thời điểm này mỗi năm là chợ đã mở cửa từ 4 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Nhưng mà bây giờ chợ vẫn mở cửa từ 4 giờ sáng nhưng mà 6 giờ là coi như chợ đã vắng lắm rồi, không có khách để đi nữa. Thời điểm này Việt Kiều nè, hay là khách châu Á nè, họ sẽ ra mua nè, hạt điều, hạt sen, hạt dẻ hoặc là mực hay là cái gì đó để người ta đi về nước làm quà biếu châu Á. Đó. Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Mã Lai, Indo mua rất là nhiều luôn. Năm nay chị phải nói là cả một năm thất thu của tiểu thương chợ Bến Thành. Vẫn có những mặt hàng quen thuộc của ngày Tết như bánh mứt, dưa gà. Tuy nhiên, chợ Bến Thành đã không còn không khí náo nhiệt của những ngày giáp Tết. Covid-19 đã khiến nơi này sơ sát đi nhiều. Khác với mọi năm, tiểu thương ở đây không nhập lượng lớn hàng về bán Tết.
Họ chọn phương án an toàn là bán hết trường nào thì nhập về trường đó. Tuy nhiên, tình hình vẫn khó khăn do khách hàng ít, sức mua cũng giảm. Việt Kiều à, bây giờ là không có bán được rồi đây. Chỉ bán khách cho địa phương mình cái Tết này thôi à. Chứ ngày thường cũng không bán được. Việt Kiều đâu có về đâu mà mua em. Thường là nói chung là cái tháng này cũng bán được khách Việt Kiều đó. Nhưng mà không bán được. Giảm nhiều lắm. Nói chung là năm nay là giảm quá nhiều. Mà năm mình bán được cho năm nay là chợ. Em thấy không, chợ đâu có người đi đâu. Đâu có người mua đâu. Chợ Tết mà ngồi chơi xong. Suốt một năm, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm, khiến chợ Bến Thành vắng vẻ, nhiều tiểu thương phải treo bảng sang nhượng sạp do không thể gánh vác nổi các chi phí. Chỉ ước mong cho nhà nước giảm thuế thôi chứ giờ biết làm sao, giờ chợ bán giờ chỉ kiếm cơm thôi chứ giờ không phải như hồi xưa thì bán nuôi cả gia đình, còn giờ sống mình không xong. Bất chấp những khó khăn, nhiều tiểu thương vẫn cố gắng mở sạp bán hàng Tết. Với họ đó không chỉ là để mưu sinh, mà dường như còn là để giữ lại chút không khí Tết cho chợ Bến Thành. Tất cả họ đều mong muốn dịch sẽ qua nhanh đi, để ngôi chợ sẽ sớm sôi động trở lại. Không còn cảnh cò mồi đi chèo kéo khách. Bến cóc mấy hôm trước tung hoành tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn thuộc tỉnh Quảng Ninh, nay đã được dẹp sạch. Cò mồi đã mất hút, tình trạng chặt chém khách ra khỏi tỉnh để về quê ăn Tết cũng đã không còn. Kể từ 12 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2021, các tuyến vận tải vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thủy được hoạt động trở lại, trừ các tuyến đi đến các vùng phong tỏa tại thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn và tỉnh Hải Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh về các phương án tổ chức giao thông vận tải trên địa bàn để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết nhưng vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Một loạt các tuyến được mở lại từ 12 giờ ngày 6 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đã là 12 giờ đêm tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng thuộc cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Lúc này lượng xe khách đã bắt đầu di chuyển qua đây để đăng ký làm thủ tục rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các phương tiện trên xe gồm cả lái xe và hành khách đều phải khai báo y tế bắt buộc và được cơ quan chức năng hướng dẫn được đảm bảo quy định phòng dịch và đã được lưu thông qua địa bàn một cách êm thuận. Ngoại trừ các trường hợp xe đã đi qua vùng dịch như Vân Đồn, Đông Triều hay Chí Linh. Trước đó, việc dừng toàn bộ các hoạt động vận tải trên địa bàn ngay khi có dịch hiện đã phát sinh nhiều bất cập. Trong đó, phương tiện không được đi qua các chốt ra vào tỉnh, nhưng người vẫn được đi qua, vẫn có nhu cầu về phương tiện để vận chuyển nên phát sinh tình trạng xe dù ép giá, nhồi nhét khách, không đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài ra, nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết đang tăng cao nhưng thiếu phương tiện phục vụ, gây khó khăn cho nhân dân và doanh nghiệp. Từ những bất cập này, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đề nghị cho phép tổ chức giao thông vận tải nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Dù cho phép phương tiện vận tải khách công cộng hoạt động trở lại đến địa bàn an toàn, tuy nhiên ngành Giao thông Vận tải Quảng Ninh yêu cầu các hãng xe khách chỉ được phép chở 50% số ghế trong mọi thời điểm. Các tuyến xe cố định chỉ được đón khách tại bến xe, không đón khách dọc đường. Sau khi đón khách phải lập danh sách hành khách và có xác nhận của đại diện bến xe. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các lái xe, nhân viên phục vụ trên các phương tiện phải làm xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước ngày 10 tháng 2 mới được bố trí làm việc. Tôi muốn đi vào Thái Thụy, Thái Bình để thăm người thân. Qua khai báo y tế thôi thì tôi đã được đi vào đến Thái Bình. Cả phương tiện ạ? Cả phương tiện nữa. Các phương tiện giao thông đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 khi chở 50% số lượng hành khách và thực hiện các yêu cầu phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát. Ngày 7 tháng 2 năm 2021, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 1.132 cán bộ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Những người được xét nghiệm thuộc hơn 20 đơn vị như Trung tâm An ninh Hàng không, Cảng vụ Hàng không Miền Trung, Công an Cửa khẩu, Hải quan. Vị trí xét nghiệm tại sảnh ga đến T2, không gian hoạt động khai thác của Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Các cán bộ nhân viên tham gia lấy mẫu cũng chấp hành đúng biện pháp 5K của Bộ Y tế. Phương thức thực hiện là lấy mẫu xét nghiệm gộp theo nhóm 5 người. Nếu phát hiện nhóm cho kết quả dương tính, sẽ lấy mẫu riêng từng người. Việc xét nghiệm nhằm đảm bảo trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo niềm tin cho khách hàng tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.